Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 10. Các em thân mến, ở video trước nói về chủ đề hàm số và đồ thị thì thầy đã trình bày bài học số 1, hàm số, mục 3 la mã, tính chẵn lẻ của hàm số. Trong video này, thầy sẽ chữa bài tập của bài học hàm số ở trong sách giáo khoa đại số lớp 10, trang 38-39. Thế thì để việc học tập của chúng ta đạt hiệu quả cao thì các bạn nên dành thời gian để chúng ta làm bài tập về nhà. Sau đó các bạn mới theo dõi bài giảng bằng video này của thầy. Trước tiên, chúng ta xem bài tập 1. Tìm tập xác định của các hàm số y bằng 3x-2 chia 2x+1, y bằng x-1 chia x bình cộng 2x-3, y bằng căn bậc 2 của 2x+1 trừ căn bậc 2 của 3x. Các em quan sát thầy chữa bài tập 1. Câu A, hàm số y bằng 3x-2 chia 2x+1. Thế thì đối với dạng toán tìm tập xác định của hàm số, trước tiên chúng ta phải tìm điều kiện xác định của hàm số. Thì ở trong chương trình lớp 10 của chúng ta, để tìm điều kiện xác định của hàm số, các bạn quan tâm đến hàm số có chứa căn hay không và hàm số có chứa mẫu hay không. Nếu hàm số có chứa căn, muốn xác định thì biểu thức trong căn phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu hàm số có chứa mẫu, muốn xác định thì mẫu thức phải khác 0. Thì ở đây chúng ta nhận thấy hàm số này có chứa mẫu là 2x+1. Do đó, điều kiện xác định của hàm số là mẫu khác 0, tức là 2x+1 khác 0. Chúng ta chuyển 1 sang vế phải thì chuyển vế chúng ta phải đổi dấu, tức là 2x khác -1. Chia cả hai vế cho 2, ta được x khác -1/2. Như vậy, tập xác định của hàm số y bằng 3x-2 chia 2x+1 là tập hợp. Tập D bằng tập R trừ đi tập hợp gồm 1 phần tử là -1/2. Tiếp theo, chúng ta xét câu B. Hàm số y bằng x-1 chia x bình cộng 2x-3. Thì chúng ta nhận thấy hàm số này có chứa mẫu. Điều kiện xác định của hàm số này là mẫu khác 0, tức là x bình cộng 2x-3 khác 0. Thế thì muốn biết x bình cộng 2x-3 khác 0 khi nào? Đầu tiên chúng ta xét xem x bình cộng 2x-3 bằng 0 khi nào. Thì ta thấy phương trình bậc 2 x bình cộng 2x-3 bằng 0 có dạng đặc biệt. Thầy có thể nhẩm được nghiệm của phương trình này ngay. Tuy nhiên thầy sẽ hướng dẫn các bạn dùng máy tính cầm tay để kiểm tra nghiệm của phương trình này. Các bạn sẽ bấm 1, 5, 3. Sau đó các bạn nhập vào hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 2, hệ số C bằng -3. Sau đó chúng ta bấm phím bằng. Như vậy, phương trình này có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng -3. Do đó chúng ta có kết luận x bình cộng 2x-3 bằng 0 khi và chỉ khi hoặc x bằng 1 hoặc x bằng -3. Cho nên để nó khác 0 thì chúng ta có đồng thời x khác -3 và x khác 1. Từ đó thì chúng ta suy ra tập xác định của hàm số đã cho là tập hợp D bằng tập R trừ đi tập hợp gồm 2 phần tử là -3 và 1. Tiếp theo câu C, hàm số y bằng căn bậc 2 của 2x+1 trừ căn bậc 2 của 3x. Thế thì ở đây chúng ta nhận thấy hàm số này có chứa 2 căn. Cho nên muốn cho hàm số xác định, điều kiện tất cả các căn đó phải xác định.
Có nghĩa là tất cả các biểu thức trong căn của chúng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy, chúng ta có điều kiện xác định là đồng thời 2x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 và đồng thời 3 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0. Giải đáp ra được, bất phương trình trên cho chúng ta 2x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 và chia cả hai vế cho 2, ta được x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 phần 2. Bất phương trình dưới chúng ta chuyển trừ x sang vế phải thì ta được 3 lớn hơn hoặc bằng x. Hay nói cách khác, x nhỏ hơn hoặc bằng 3. Như vậy, hệ bất phương trình này tương đương với x lớn hơn hoặc bằng trừ 1 phần 2 và đồng thời x nhỏ hơn hoặc bằng 3. Chúng ta lấy giao của hai trường hợp này ở trên trục số thì chúng ta được tập xác định của hàm số đã cho là tập hợp D bằng đoạn từ trừ 1 phần 2 đến 3. Tiếp theo, chúng ta xét bài tập 2 cho hàm số y bằng x cộng 1 với x lớn hơn hoặc bằng 2, x bình trừ 2 với x nhỏ hơn 2. Tính giá trị của hàm số đó tại điểm x bằng 3, x bằng trừ 1, x bằng 2. Các em quan sát thầy giải bài tập 2. Thế thì bài tập 2 này là một bài tập rất đơn giản. Chỉ cần các bạn hiểu cho thầy bản chất của hàm số cho bởi nhiều công thức. Thì hàm số này là hàm số cho bởi hai công thức. Nó nhận công thức x cộng 1 nếu như x thỏa mãn điều kiện lớn hơn hoặc bằng 2. Và nhận công thức x bình trừ 2 nếu x thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 2. Như vậy chúng ta tính giá trị của hàm số tại điểm 3, tức là chúng ta tính y tại 3, thì ta có 3 lớn hơn hoặc bằng 2. Do đó chúng ta sẽ thay vào công thức trên thì chúng ta được y tại 3 sẽ bằng 3 cộng 1 bằng 4. Tiếp theo, tính giá trị hàm số tại điểm trừ 1 thì ở đây ta thấy trừ 1 nhỏ hơn 2. Như vậy chúng ta sẽ thay vào công thức dưới thì chúng ta có y tại trừ 1, hay chúng ta có thể viết là f tại trừ 1 bằng trừ 1 tất cả bình mà trừ đi 2. Trừ 1 tất cả bình thì bằng 1. Như vậy chúng ta có f tại trừ 1 thì bằng trừ 1. Tiếp theo, tính giá trị của hàm số tại điểm 2 thì chúng ta thấy 2 thỏa mãn điều kiện trên. Như vậy chúng ta sẽ thay vào công thức trên, ta được f tại 2 sẽ bằng 2 cộng 1 bằng 3. Tiếp theo, chúng ta xét bài tập 3 cho hàm số y bằng 3x bình trừ 2x cộng 1. Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số hay không? Điểm M có tọa độ trừ 1, 6. Điểm N có tọa độ 1, 1. Điểm P có tọa độ 0, 1. Thế thì để kiểm tra các điểm này có thuộc đồ thị hàm số hay không, có nghĩa là tọa độ các điểm này chúng ta thay vào hàm số. Chỗ nào có x chúng ta thay bằng hoành độ, chỗ nào có y chúng ta thay bằng tung độ. Nếu chúng ta được một điều luôn đúng thì chứng tỏ điểm đó thuộc đồ thị hàm số. Nếu chúng ta được một điều sai thì chứng tỏ điểm đó không thuộc đồ thị hàm số. Các em quan sát thầy giải bài tập 3. Câu A, để kiểm tra điểm M có tọa độ trừ 1, 6 có thuộc đồ thị hàm số này hay không thì chúng ta chỉ cần đi tính giá trị của hàm số tại điểm trừ 1. Nếu giá trị của hàm số tại điểm trừ 1 mà bằng 6 thì điểm M thuộc đồ thị hàm số. Còn nếu giá trị của hàm số tại điểm trừ 1
mà khác 6 thì điểm M không thuộc đồ thị hàm số. Ở đây chúng ta có giá trị của hàm số tại điểm trừ 1, thì trong hàm số của chúng ta, chỗ nào có x ta thay bằng trừ 1, ta được bằng 3 nhân trừ 1 tất cả bình, trừ 2 nhân trừ 1 cộng 1, trừ 1 tất cả bình phương thì bằng 1, trừ 2 nhân trừ 1 bằng 2, như vậy bằng 3 cộng 2 cộng 1 bằng 6, chính bằng tung độ của điểm M. Từ đó thì chúng ta suy ra điểm M có tọa độ trừ 1, 6 thuộc đồ thị hàm số. Tiếp theo câu B thì chúng ta cũng đi kiểm tra giá trị của hàm số tại điểm 1. Nếu giá trị này mà bằng 1 thì điểm N thuộc đồ thị hàm số. Nếu khác 1 thì điểm N không thuộc đồ thị hàm số. Ta có giá trị của hàm số tại điểm 1 bằng 3 nhân 1 bình phương trừ 2 nhân 1 cộng 1. Kết quả này bằng 2, khác 1. Từ đó chúng ta suy ra điểm N có tọa độ 1, 1, không thuộc đồ thị hàm số. Tiếp theo câu C. Ta có giá trị của hàm số tại điểm 0, chính bằng 1. Chỗ nào có x ta thay bằng 0. Nó chính bằng tung độ của điểm P. Cho nên chúng ta suy ra điểm P thuộc đồ thị hàm số. Tiếp theo, chúng ta cùng làm bài tập 4. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau. Hàm số y bằng trị tuyệt đối của x. Hàm số y bằng x cộng 2 tất cả bình. Hàm số y bằng x mũ 3 cộng x. Hàm số y bằng x bình cộng x cộng 1. Thì đối với dạng toán xét tính chẵn lẻ của hàm số, ở trong bài học trước thầy đã trình bày rất kỹ cách giải các ví dụ về xét tính chẵn lẻ của hàm số. Các bạn quan sát thầy giải bài tập 4. Câu A, hàm số y bằng trị tuyệt đối của x. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm tập xác định của hàm số này. Thì ta thấy hàm số này không chứa căn, không chứa mẫu. Tập xác định của hàm số này là tập hợp D bằng tập R. Tiếp theo, với mọi x thuộc tập xác định, tức là với mọi x thuộc R, thì ta có trừ x cũng thuộc R. Và chúng ta có f tại trừ x chính bằng trị tuyệt đối của trừ x. Mà trị tuyệt đối của trừ x chính bằng trị tuyệt đối của x. Trị tuyệt đối của x chính là fx. Như vậy, nó thỏa mãn hai tính chất của hàm số chẵn. Do đó, chúng ta có kết luận hàm số y bằng trị tuyệt đối của x là hàm số chẵn. Tiếp theo câu B, hàm số y bằng x cộng 2 tất cả bình. Thế thì ở trong bài học trước về tính chẵn lẻ của hàm số, thầy đã bày cho các bạn một số mẹo để nhận xét xem hàm số đó là hàm số chẵn hay hàm số lẻ hay hàm số không chẵn, không lẻ. Thì ở đây chúng ta có xuất hiện x mũ lẻ cộng với hàng số. X mũ lẻ là hàm số lẻ, hàng số là hàm số chẵn. Như vậy, tổng của hàm số lẻ cộng với hàm số chẵn, chúng ta có cảm giác đây là hàm số không chẵn, không lẻ. Cho nên là khi trình bày tự luận, chúng ta chỉ cần chỉ ra một phản ví dụ mà nó không thỏa mãn một trong hai tính chất của hàm số chẵn và một trong hai tính chất của hàm số lẻ. Thầy trình bày bài này như sau. Ta thấy hàm số này không chứa căn, không chứa mẫu, cho nên tập xác định của hàm số này là tập hợp D bằng tập R. Tiếp theo chúng ta có phần tử 1 thuộc tập R, trừ 1 cũng thuộc tập R. Và ta có F tại 1 bằng 9. F tại trừ 1, chúng ta thay trừ 1 vào đây, bằng 1. Từ đây thì chúng ta suy ra F tại trừ 1 khác F tại 1.
Và đồng thời chúng ta cũng suy ra f tại trừ 1 là bằng 1, khác với trừ f tại 1 bằng trừ 9. Như vậy là điều này chứng tỏ hàm số này không chẵn. Điều này chứng tỏ hàm số này không lẻ. Do đó chúng ta có kết luận hàm số không chẵn, không lẻ. Tiếp theo câu C, hàm số y bằng x mũ 3 cộng x. Thì ở đây chúng ta có nhận xét hàm số này là tổng của hai hàm số lẻ, cho nên nó là một hàm số lẻ. Và chúng ta trình bày bài này ra như sau. Ta có tập xác định của hàm số này là tập D bằng tập R. Tiếp theo, mọi x thuộc tập R thì chúng ta có trừ x cũng thuộc tập R. Và f tại trừ x bằng trừ x tất cả mũ 3 cộng với trừ x. Chúng ta đưa dấu trừ ra ngoài, như vậy nó sẽ bằng trừ của x mũ 3 cộng x. Thế thì x mũ 3 cộng x chính là fx, và dấu trừ này chúng ta giữ nguyên, nó sẽ bằng trừ của fx. Như vậy hàm số này thỏa mãn hai điều kiện của hàm số lẻ. Chúng ta kết luận hàm số là hàm số lẻ. Tiếp theo câu D, hàm số y bằng x bình cộng x cộng 1. Thì ở đây chúng ta nhận thấy nó là tổng của hàm số chẵn với hàm số lẻ với hàm số chẵn, cho nên hàm số này không chẵn không lẻ. Và chúng ta chỉ ra một phản ví dụ. Thầy trình bày như sau. Ta có tập xác định của hàm số này là tập hợp D bằng tập R. Và chúng ta có, thầy lấy ngay phần tử 1, 1 thuộc R, trừ 1 cũng thuộc tập R, và F tại 1 thì bằng 3, F tại trừ 1 bằng 1. Cho nên chúng ta suy ra F tại trừ 1 khác F tại 1, vì 1 khác 3. Và chúng ta có trừ F tại 1 thì bằng trừ 3, cho nên F tại trừ 1 cũng khác trừ F tại 1. Do đó chúng ta có kết luận hàm số này không chẵn, hàm số này không lẻ. Hàm số không chẵn không lẻ. Như vậy, thầy vừa chữa xong bài tập của bài học hàm số. Và video này đến đây thầy xin tạm dừng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ thầy. Và các bạn đừng quên ủng hộ thầy bằng cách like và share để các bạn học sinh khác cùng được biết đến video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.